Thì thôi giờ bảy câu hỏi trình độ của tôi đó là: một đó là quý vị đi Phật thất niệm Phật để làm cái gì, cái mục đích niệm Phật để làm cái gì. Thì tôi thấy 10 người trả lời trật hết 10 người. Câu này hồi trước không có, tôi có 6 câu hỏi à. Rồi sau mà tôi đi tôi thấy câu này quan trọng. Câu hỏi số 2 đó là: thế giới cực lạc của Phật A Di Đà ở đâu? Nào, câu số 3 đó là lấy cái gì giảng sanh về cực lạc? Câu số 4 đó là muốn giảng sanh về cực lạc cần bao nhiêu điều kiện? Câu số 5 là tính hạnh nguyện, cái nào có trước, cái nào có sau? Câu số 6 là tính hạnh nguyện, cái nào quan trọng? Câu số 7 là quý ông quý bà niệm Phật có chắc chắn, có bảo đảm giảng sanh không? Thì nó theo thứ lớp từ thấp tới cao á. Mấy câu mà đầu thì dễ thôi. Giờ tôi trở lại, tôi giảng sơ thôi nhá. Đi sâu rồi là phải nghe mấy chục, mấy trăm lần á. Thì mục đích của pháp môn tịnh độ thì đa số trả lời là cầu cho tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Tôi nói cái này là pháp môn của cõi trời, không phải là tịnh độ, không có sai, nhưng mà không phải là cõi Phật. Còn có người nói niệm Phật để được trúng số, tôi nói cái này còn tệ nữa. Đó là biến ông Phật thành ông thần, để tụi con đem cúng dường các chùa, các sư. Tôi nói vậy mấy cái chùa, mấy sư đó phải có tiền mới vô được hả? Họ nói, bây giờ nói vậy đó sư. Tôi nói, cái đó không phải chùa, không phải tịnh xá đâu. Đạo Phật không có cần cái tiền bạc, mà cần ở cái tâm của mấy ông mấy bà đó. Bây giờ mấy ông bà cúng 10 tỷ đi, còn thua một người cúng 1.000 mà cái tâm thành kính. Thành kính là phước báo, thành kính là một người cúng 1.000 hơn là một người cúng 10 tỷ. Tôi nói sai là tôi chịu tội hết. Quý vị phải nắm cái chỗ đó. Rồi thì quý vị phải nhớ là cái quan trọng nhất của người tu là không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Thì cái tâm mới rảnh rang, ngồi thiền mới xuôi được. Còn ngồi nửa chừng mà nghe lột bột bột cái sở nó ăn cấp độ trong chùa thì chết rồi, làm sao ngồi. Rồi có tiền là nó vô tới, tiền là nó quấn rũ mấy người ăn trộm ăn cướp. Còn nếu không như tỉnh xá tôi không có cửa đóng, vô đó muốn lấy cái gì nó phải đi trước, nó coi trống trơn. Giờ mở cửa tá quá, còn đêm không đóng nó cũng không vô. Thành ra sư trưởng từng nói người mà có của với người ăn cắp của thì người có của tội nặng hơn. Ở đó mới nghe cái này lạ, nhưng mà thật sự quý vị mà ăn trộm vô thì ăn trộm nhẹ tội, mà quý vị đeo vàng rồi vô nặng tội hơn. Quý vị ghẹo người ta, trêu ghẹo người ta, cái lòng tham người ta. Thì tôi nói sơ thôi. Thành ra câu hỏi thứ nhất đó là muốn tu pháp môn tịnh độ đó, quan trọng nhất là phải cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, chứ không cầu đâu hết. Cho cái gì cũng không thèm, chỉ có một cái một đó thôi, cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Thì quý vị nhớ ha, cái này tôi nói sơ thôi. Cầu giảng sanh cách nào thì kỳ tới, kỳ nào gặp nhau chúng ta giảng nữa. Vậy thì thế giới cực lạc Phật A Di Đà ở đâu? Thì câu này sanh ra người nhiều nghi vấn. Tôi trả lời chút lốt hết, phải có mà di thức tôi trả lời, tôi lấy khoa học tôi trả lời đàng hoàng. Thì có người nói thế giới cực lạc ở phương Tây cách đây 10 muôn ức cõi, đó là trong kinh nói, đúng không sư? Tôi nói không đúng mà cũng không sai. Nghe phải là tôi bác nha, trong kinh có nói rõ ràng vườn tương Tây cách thì 10 phương Tây cách đi 10 muôn ức cõi. Rồi người ta mới thắc mắc, nếu nói vậy đó thì có quả địa cầu này, nếu ở Việt Nam phương Đông thì ở Mỹ phương Tây. Bây giờ hai người cùng chết một lượt, người ở Mỹ, người Việt Nam, người nào giảng sanh sư? Hai người được cầu về phương Tây hết. Mà nếu Mỹ giảng sanh thì Việt Nam không giảng sanh, bây giờ tụi con làm sao? Tụi nó không làm sao hết á, do cái nhận thức của mình ngu si thì không giảng sanh thôi. Thì đòi cái nói vậy để quý vị biết, sau này giảng thêm.
Thì sở dĩ đặt câu hỏi là không hiểu là thế giới cực lạc là thế giới vô lượng vô biên, thế giới không có phương hướng, thế giới không có, chỉ có sát na, không có chu kỳ. Thế giới là bị cái chu kỳ sáp nhập vào pháp na. Thì cái đó mình phải hiểu, nó khó hiểu. Ở đây đó thì mình có phương Đông, phương Tây, Nam Bắc. Lỡ bây giờ có không gian, rồi tôi quên đó. Không gian bị sáp nhập vào thời gian. Thì ai có học mà ấy te ra thì mới rành cái này. Ơ mà MC bình phương, không gian, thời gian bị sáp nhập nhau. Mà sáp nhập thì nó thành ra thế giới sát na. Thì tôi giảng hơi cao, khi nào gặp nhau chúng ta đi từ từ. Tức là thế giới cực lạc không có không gian, không có thời gian. Mà không có không gian thì làm sao có mười phương. Chỉ có cái thời gian tuyệt đối thì làm gì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì chúng ta thấy Kinh Kim Cang là nói cái này. Mà ai rành cái thế giới sát na Kinh Kim Cang thì hiểu được Đạo Phật, hiểu được tình độ. Tôi đó không tin, tới chừng coi qua cái Kim Cang mới biết. Kim Cang quý vị nhớ câu gì không? Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Quá khứ không có, vị lai không có, hiện tại không có, thì có cái gì? Có cái hiện tiền. Mà hiện tiền thì đâu có không gian. Mà không gian thì nó vô lượng vô biên, thì làm gì có hướng Tây, hướng Đông, hướng Nam. Nhưng mà tại sao sẽ nói vậy? Mà trong kinh nói là về hướng Tây. Cái đó là cái có. Tôi coi gì thức, tôi giải thiết tức lúc hết. Mà sở dĩ nói vậy đó là vì chúng sanh không thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Thế giới sát na là ít nhất cũng phải nhập lưu. Mà nhập lưu cũng không về sát na được. Nhưng mà không về cõi tịnh độ được. Tại sao vậy? À, cái đó khó nữa. Bởi tịnh độ chẳng những như vậy mà lấy lại có tướng. Nếu mà sát na thì chỉ có hừng thôi, không có tướng. Mà tịnh độ lại có tướng, mà tướng vẫn là tướng sát na. Cái này là cái khó hiểu nữa. Là coi lại 48 lời nguyện thì chúng ta hiểu. Đó, thành ra cái này là cả một cái thắc mắc. Thành ra Đức Phật mới nói chúng sanh muốn giảng sanh gì đó là phải nhất niệm. Mà phải phát nguyện nữa. Mà nhất niệm thì gì? À, thì phải có phương hướng. Nhất niệm chứ đâu phải vô niệm. Còn vô niệm là không có phương hướng, không có điều kiện. Mà nhất niệm phải có điều kiện. Mà điều kiện của nó là phải tập trung về hướng Tây. Tập trung về hình ảnh Di Đà. Chứ Di Đà thật ra là đâu có hình ảnh. Đó là một cái vùng hào quang kết tụ lại. Thì nó phức tạp lắm, tôi nói với vị sơ sơ thôi. Để ai mà có cái trình độ đó, hôm nay có hiểu vậy tôi nói được. Có cái trình độ thì đầu hàng thôi. Có tới coi lui cái đĩa mà nay có thâu á. Có tới coi lui là có thể hiểu được, mà có trình độ á. Còn nếu không hiểu nữa đó, thì quý vị phải bắt kiết giả. Rồi một tiếng không hiểu thì hai tiếng. Hai tiếng không hiểu thì bảy tiếng. Bảy tiếng không hiểu thì bảy năm. Mà không hiểu tôi chịu thua. Làm nổi không? Rồi con cũng vô cái gì giờ hỏi tôi làm sao trả lời được. Nói bây giờ con không hiểu làm sao cho con hiểu sư. Tôi nói không hiểu thì thôi. Thấy không? Câu đó quý vị hỏi quý vị chứ. Anh là cái gì mà cũng đem hỏi tôi làm sao trả lời được. Tôi nói quý vị hiểu. Thành ra có nhiều người lại hỏi bạch sư coi cái mặt bơ bơ của con xuất gia được không? Tôi nói câu này cô hỏi cô chứ sao cô hỏi tôi được. Nó con thấy làm như sư có trí tuệ. Tôi nói làm sao cô biết. Nó con biết chứ sư. Thì cô biết là cô sư phụ tôi rồi. Thì cô mới chứng thọ khí cho tôi là đắc quả. Rồi nếu cô không biết thì cô cứ ngu si cô. Cô nói thì con ngu si cô mới hỏi sư. Tôi nói đã cô ngu si rồi thì cô tìm ông thầy. Ông thầy cũng ngu si như cái ngu si của cô thôi. Cái đắc quả này do cô chứ phải do tôi. Thành ra chúng ta phải hiểu là câu hỏi nào chúng ta đưa ra là cũng kẹt đó. Hỏi mình trước á. Mà mình đã sáng tỏ rồi còn hỏi ai nữa. Thành ra quý vị cố gắng ngồi thiền. Tôi cũng khuyên vậy thôi. Có người thiền mới có sáng tỏ.
có sáng tỏ thì mọi vấn đề mới giải quyết được. Còn bây giờ quý vị không sáng tỏ, quý vị muốn hỏi tôi, bất cứ ai và hỏi ông Phật, ông không quyết định được đâu. Bây giờ cô hỏi ông Phật coi con tu được không, ông Phật cũng không trả lời được, chứ đừng nói tôi. Bây giờ thí dụ như tôi nói cô tu được nè, thì cô nói sư chứng minh là tu rồi, mình cứ ngồi bơ bơ tu tà tà thôi, thì Di Đà cũng độ thôi. Chừng đó xa độ một cái là tại sư, tại sao sư nói con tu được, rồi tôi nói cô tu không được, cô nói con nhất định tu được, được không? Được chứ thường. Bây giờ ông Phật nói cô tu không được, con nói nhất định con tu được, thì sao? Tôi té 10 lần, tôi ngồi dậy 11 lần, được không? Được. Có những người mà xuất ngoại đó 8-9 lần, nhất định xuất cho được thì được thôi. Thành ra quý vị muốn giảng sanh với giỏi mình, đừng có cầu Di Đà. Cầu Di Đà là cái phụ thôi. Di Đà sẽ tiếp dẫn mình nếu mình tha thiết. Mà tha thiết là nhất niệm, nhất niệm là té rồi phải ngồi dậy đi liền. Giờ qua câu hỏi số 3, quý vị thông hai câu hỏi đầu ha. Hỏi thứ nhất là niệm Phật để làm cái gì? Mục đích con là chỉ giảng sanh thôi. Mà giảng sanh gì đâu, cõi Phật cái gì đó, có bao nhiêu đó thôi. Làm được không? Cứ một đường mà đi, hiểu không? Mà muốn giảng sanh thì phải nhất niệm. Nhất niệm được không? Được không? Con bộ lưỡng lự, té dám ngồi vậy không? Dám bị đưa tay không đưa. Mà muốn mà giảng sanh, muốn nhất niệm thì phải rảnh rang. Quý vị có rảnh không? Rảnh như tôi à, thì mới được. Rảnh không? Thì rảnh thì tức là phải làm sao quý vị biết không? Phải cầu đạo, cạo cái đầu thì mới rảnh được. Cái cư sĩ mà làm sao rảnh, quý vị bỏ đây về tới nhà rồi là không có rảnh nữa. Ráng lắm bữa nay mới ngồi ở đây, phải vậy không? Thế có ai mà ở không mà vô như quý vị được? Quý vị là tiên á, tiên mắt đã. Chứ ngoài bây giờ người ta chạy ăn từng bữa tốt mà thôi á, làm sao mà ngồi được cái giày mà đợi Phật thất đi nghe Pháp này kia rồi tu thiền nữa. Thì thôi giờ trở lại, tôi nhiều chuyện lắm, nói hồi là tôi nói hết giờ. Đó là câu hỏi số 2, là cầu giáng sanh. Thế câu số 3, câu số 2 là thế giới cực lạc Phật cái gì đó ở đâu? Thì chúng ta thấy là ở Tây Phương cách đây muôn ước cõi. Cái đó là cách nhất niệm, chứ không phải cõi Phật ở hướng Tây. Cõi Phật cùng khắp, mà cõi Phật không phải là đi mà đến mà nó phát hiện. Cái này lộn xộn nữa. Phát hiện thì giống như mà tôi nói cái radio thì quý vị hiểu. Cái radio ở cái đài phát thanh ở Sài Gòn hay đài phát thanh ở Mỹ, thì quý vị đi bộ, đi máy bay từ đây tới Sài Gòn đi đi Mỹ, cái nào mau đến hơn? Tất nhiên là Sài Gòn mau đến hơn. Còn bây giờ quý vị bắt cái làn sóng, thì làn sóng của đài Sài Gòn cũng nằm đây, làn sóng của Mỹ cũng nằm đây, phải vậy không? Bây giờ quý vị có hai cái máy, quý vị bắt cái tần số đúng, quý vị nhận nút một lượt, thì tiếng nói nào có trước? Bằng nhau. Tại sao vậy? Tại vì nó phát hiện. Còn cái kia quý vị phải đi từ đây có không gian, còn cái này là không có không gian, phải vậy không? Nó nằm ở đây thì bây giờ nó chỉ hiện xuống thôi. Còn quý vị cái kia là nó không nằm đây, mà quý vị phải đi máy bay từ đây qua Mỹ, đi máy bay từ đây lên Sài Gòn. Nó có khoảng không gian cách nhau. Cái giảng sanh tịnh độ cũng vậy đấy. Nó không có phương hướng. Ê quý vị, mà A-di-đà tiếp dẫn quý vị rồi, hiện liền. Ở trong kinh có câu đó: nhất cứu Di-đà vô biệt niệm, nhất lai bất lai đàn chỉ đáo Tây Phương. Phải không? Nhất cứu Di-đà vô biệt niệm là gì? Là một câu tịnh độ mà không nghĩ gì khác, tức là chỉ nghĩ tới Phật thôi. Thì bất lai đàn chỉ không cần búng cái móng tay nào một cái là cõi Phật hiện liền. Hồi xưa tôi không hiểu, mà quý vị cũng không hiểu đâu. Tôi không giảng quý vị không hiểu, phải vậy không? Quý vị tưởng đâu có gì lạ, cái đó là cái thế giới phát hiện. Giờ hiểu rồi không? Thôi giờ qua để tôi nhiều chuyện lắm.
Bây giờ cái thứ ba là lấy cái gì giảng sanh về xứ Cực Lạc? Cái này khó nữa, càng đi sâu là càng khó. Cái gì lấy cái gì giảng sanh nào? Lấy cái xác thân này phải không? Ai trả lời được? Tôi hỏi cái nữa hết giờ. Cái xác thân này không thể giảng sanh được, mà phải lấy cái gì? Lấy cái linh hồn. Hay ai nói linh hồn đó? Đưa tay coi. Nói linh hồn, cô cho tôi biết linh hồn cô ở đâu, nó đó làm sao? Hay quá, tôi khen hay đó. Thì bây giờ linh hồn của cô ra làm sao? Cô ngồi đó nó ở đâu? Thì cô làm sao lấy nó ra khỏi cô để cô đi về Cực Lạc? Tôi không phải dễ nha. Coi tôi gì mà tôi khó à? Cái gì nói là phải nói tới nơi tới chỗ, không phải nói mà nói khơi khơi được, nói qua cái môi mép là không được. Nói là phải thực chứng trong đó. Và thực chứng tức là phải tu tiền mình nắm được cái linh hồn của mình. Cái xác thân này nó phải chết, linh hồn không bao giờ chết. Hay phải nói nó rõ hơn là xác thân này sanh diệt chu kỳ, nó chuyển biến mà nó gián đoạn. Còn cái linh hồn chuyển biến mà liên tục. Quý vị dò mỹ xong cái dòng nước đó, thì cái linh hồn mà giống như cái dòng nước sông, dòng nước biển. Còn cái xác thân mình nó giống như cái lượng sống. Thì tôi hỏi quý vị, cái lượng sống với cái dòng nước là một hay là khác? Một là sai mà hai là trật. Hay sao không? Ngoài dòng nước không có lượng sống xác thân, ngoài lượng sống xác thân không có dòng nước linh hồn. Nhưng mà dòng nước linh hồn chuyển biến từng sát na, lượng sống xác thân chuyển biến từng chu kỳ. Thì xác thân khi nó lên chu kỳ nó biến mất, chết, sanh, già, bệnh, chết. Còn cái lượng sống linh hồn nó giống như cái dòng nước linh hồn. Khi mà cái lượng sống xác thân nó chấm dứt rồi, cái dòng nước linh hồn chấm dứt theo không? Không, nó vẫn trôi chảy như thường. Nó trôi chảy nhanh vô cùng, thành là kêu là sát na. Nhưng mà nó liên tục mãi mãi, không bao giờ gián đoạn. Thành đối vị đừng có sợ chết, cái linh hồn của vị không chết đâu. Còn cái thể xác, lượng sống xác thân này phải chết thôi. Phải, còn phải chết thì nói quý vị, là mình phải biết cái chỗ đó. Còn câu đó là qua rồi ha. Lấy cái lượng sống xác thân, lượng sống cái dòng nước linh hồn này giảng sanh, lấy nó để mà phát nguyện A Di Đà tiếp dẫn thì nó về cõi Cực Lạc A Di Đà. Là chúng ta còn kêu là thần thức, còn kêu là A Lại Gia thức. Khi mà A Di Đà đưa cái bông sen thì cái thần thức này nó bỏ cái xác thân này, nó nhập vô cái lượng sống cái bông sen. Nếu mà không vậy, quý vị đầu thai theo thai sanh thì quý vị nõn thai thấp quá. Còn quý vị mà theo A Di Đà là quá sanh. Hai cái quá sanh khác nha. Quá sanh kia là quá sanh cõi trời, còn quá sanh A Di Đà là quá sanh do trí tuệ phát hiện. Cái bông sen này là do A Di Đà tạo ra bằng cái hào quang. Tại là hào quang thì không có hình tướng nắm không được. Còn quá sanh của cõi trời quý vị nắm được. Cũng như xác thân quý vị giờ chụp cái dính à. Còn A Di Đà mà có hiện xuống tiếp thu mà quý vị chụp dính ngài, tôi chịu thua đó. Mà chứ chừng ngài đưa cái bông sen, quý vị vào bông sen đó, quý vị chụp cái bông sen này dính, tôi chịu thua đó. Nó chỉ là những cái hào quang kết tụ. Tôi nói sơ sơ thôi ha. Không biết là gặp tôi và chục lần nữa. Khi nào chúng ta đi sâu vào duy thức, chúng ta tìm. Vì tôi nói càng đi sâu là nó càng khúc mắc về đạo Phật, mà không giảng là không được. Cái thời buổi này là thời buổi lý giải, những người có trình độ về khoa học rất nhiều. Mà tôi đem khoa học chứng minh, tức là lấy gậy ông đập lưng ông. Gậy ông là gì biết không? Là ông ấy xe đó, là khoa học. Thì tôi lấy cái khoa học của ông này tôi đập lời. Quý vị giải thích tịnh Phật giáo bằng khoa học Einstein. Giờ câu số 4 thì lấy linh hồn giảng sanh. Thì linh hồn muốn giảng sanh về xứ Cực Lạc cần bao nhiêu điều kiện?
Cái này đi tới, đi tới là càng sâu đó. Thì quý vị biết rồi. Cần bao nhiêu điều kiện ha? Mấy? Ba. Ba là cái gì? Tính hạnh nguyện. Mà tính hạnh nguyện là gì ha? Tính đó là cái niềm tin. Niềm tin thì phải có bốn điều: tin sự, tin lý, tin xử lý, tin sự sự. Tin sự đó là phàm thánh động cơ của quý vị đó. Tin lý là phương tiện hữu dư của tứ thánh, nhập lưu nhất lai bất lai. Tin xử lý là thật báo trang nghiêm của Bồ Tát. Tin sự sự là thường tịch quang của Như Lai. Đó là tính. Còn hành đó tức là niệm Phật bốn chữ hoặc sáu chữ. Cái nào cũng giảng sanh mà cái nào cũng không giảng sanh. Đừng có nói bốn chữ giảng sanh rồi không giảng sanh sáu chữ, không có cái dụng đó. Cái tâm giảng sanh chứ không phải cái miệng. Câu niệm Phật không ăn thua gì hết đó. Cái miệng này không ăn thua gì hết đó. Quý vị nhân nhớ mà, luân hồi sanh tử là do ba nghiệp. Nghiệp gì quý vị biết không? Tam nghiệp là thân, cái gì nữa? Khẩu, cái gì nữa? Ý. Mà trong đó cái gì quan trọng nhất? Hả? Ý nói thì hay lắm, mà thực hành, thực hành thì cái vừa cái thân với khẩu không? Cái con chết rồi cái xác thân này vẫn sanh ông sư cũng thân. Rồi xác thân này nếu mà tận thế cái thân này chết ông sư, không có nắm được cái ý. Thân này thì nó phải chết thôi, nhưng mà cái ý không chết. Ý tức là cái linh hồn. Mà linh hồn ra làm sao con không biết à, thì chết rồi. Thành ra cái hành đó là bốn chữ sáu chữ không quan trọng, mà ở cái tâm quan trọng. Thành ra phải nhất niệm. Mà nhất niệm thì cần bốn điều kiện: rành rõ, tương ưng, chí thiết và nhiếp tâm. Còn cái nguyện thì làm sao đây? Cái nguyện là phải tha thiết, như lữ khách nhớ cô hương, như con thơ nhớ mẹ. Rồi bây giờ qua câu số 5 là tính hạnh nguyện, cái nào quan trọng? Cái đó lại là vấn đề nữa. Cái nào quan trọng? Hành quan trọng phải không? Thì tính hạnh nguyện biết rằng nó liên can với nhau. Nếu có tính mà không có hạnh nguyện thì không thành vấn đề. Nhưng mà trong đó cái nào quan trọng nhất? Quý vị biết tính là gì không? Tính là niềm tin. Phải vậy không? Niềm tin thì có mấy cái thứ tin. Nãy tôi nói rồi, sự lý, sự lý sự. Tức là nó định đoạt cho cái phẩm. Cái phẩm là phẩm trật đó. Nếu mình mà tin sự đó thì hạ sanh. Tin lý thì trung sanh. Tin sự lý thì thượng sanh. Tin sự sự thì tối thượng sanh. Tin sự thì phàm thánh động cư là hạ sanh, tức là cõi phàm thánh này thấp nhất. Tin lý thì đó là trung sanh, là về cõi phương tiện là có bậc thánh thì cao hơn. Tin sự lý là của Bồ Tát cao hơn nữa. Tin sự sự là của Như Lai tối thượng. Thành đó vẫn là cái tính là quan trọng. Nhưng mà tính thật sự quan trọng không? Tôi có niềm tin mà nếu mà tôi không phát nguyện giảng sanh không? Tôi có giảng sanh. Mà tôi hành, tôi niệm Phật một ngày 10 cho 6 chuỗi, 100 câu chuỗi, 1000 câu chuỗi, mà tôi được nhất niệm mà tôi không phát nguyện giảng sanh không? Thành là cái hành đó nó thuộc về cái giảng sanh cao hay thấp. Giảng sanh nó có ba cái: hạ sanh, gì nữa? Trung sanh và thượng sanh. Nếu mà tôi niệm được 8 trên 24 thì hạ sanh, 16 trên 4 thì trung sanh, 24 trên 4 thì thượng sanh. Còn cái phát nguyện đó nó có thượng trung hạ không? Không. Phải phát nguyện là giảng sanh thôi. Thành ra cái hành nó thuộc về cái sự giảng sanh cao hay thấp. Còn cái tính nó thuộc về phẩm trật của giảng sanh, phương tịnh hay thanh tịnh,
à, phẩm trung phẩm hay thượng phẩm hay tối thượng phẩm. Còn cái nguyện là nó không có phẩm, nó phải là phát nguyện, nếu mà không tha thiết là không giảng sanh. Như vậy cái nào quan trọng? À, cái nguyện quan trọng hết. Thì thôi bây giờ tới câu số 5. Số 5 thì tính hạnh nguyện, cái nào có trước, cái nào có sau. À, cái này sâu nữa, cái này là qua tới thập nhị nhân duyên á. À, nó quý vị thấy đi sâu, đi sâu. Nãy tôi giảng là sơ thôi á, nếu chúng ta đi sâu chi tiết nữa là không phải vậy đâu. Nói vậy mà không phải vậy. Thì tính hạnh nguyện cái nào, cái nào có trước, cái nào có sau. Ông nói tính là mới hành mới nguyện. Có ai trả lời khác không? Tôi nói hành rồi mới tính mới nguyện rồi sao? Mà tôi nói nguyện rồi mới hành mới tính rồi sao? Được không? Cái vòng tròn của tập nhân duyên cái nào có trước? Nói có trước là trật mà nói có sau là sai. Nó lại là cái vòng tròn rồi số 1 với số 12 cái nào có trước? Không thể nói được, nó là cái vòng tròn không có trước sau được hết. Thành ra mỗi vị đối với pháp môn tịnh độ khác nhau. Tôi không tin tịnh độ, nhưng mà ông bạn tôi tin. Rủ đi chùa mẹ ơi, vô Phật thất niệm Phật. Thì tôi cũng amen thôi, người ta ai di đạo Phật thì tôi cũng ai di đạo Phật thôi. Nhưng mà tôi không có niềm tin, vì nể bạn tôi phải đi. Thì cái này là tôi đi vào cái hành trước, phải vậy không? Và thời gian cái tôi thấy nó hay, tôi niệm riết cái nó nhất niệm, tôi càng ngày càng thông minh. Thì tôi thấy cái pháp môn tịnh độ được á, tôi vô bắt đầu mình tin rồi mình phát nguyện. Thì cái này tôi đi vào cái hành trước, phải vậy không? Còn bây giờ có người đau khổ quá, rồi nghe bạn mình nói mày đau khổ mày phải có niềm tin Phật A Di Đà, thì cái đau khổ mày mới hết. Thì tôi cũng làm thử, tôi đặt cái niềm tin, tôi giái lại Phật A Di Đà giúp đỡ con, cho con hết bệnh. Thì sau tôi niệm Phật cái hết bệnh. Cái này không phải A Di Đà độ mà chính tôi độ tôi, vì cái tha lực A Di Đà. Ôi tôi thấy đúng rồi, bây giờ mình đi vào pháp mình độ mình niệm Phật. Thì cái này tôi đi vào cái niềm tin trước, phải không? À, còn bây giờ tôi đau khổ quá, cuộc đời nó khổ quá, tôi muốn cầu về một cái thế giới nào mà sung sướng, không có sự đau khổ, có tám khổ, không có sanh già bệnh chết nữa. Thì ông bạn tôi nói mày thế giới cực lạc không có tám khổ mày. Thấy không? Rồi đó tôi ở giảng tôi rành rồi tôi phát nguyện vào cái sanh vậy đó. Rồi giờ phát nguyện thì sao? Phải thực hành, phải niệm Phật, phải không? Vậy là phải tôi đi vào cái nguyện trước không? Đâu có thể kết luận được, tùy theo mỗi người. Rồi bây giờ tới câu số 7. Với ông với bà tu tịnh độ có chắc chắn có bảo đảm giảng sanh không? Câu này căng á, tôi mới để là câu số 7. Nó khó nhất, nhưng mà đối tôi cũng tuốt luốt rồi. Giờ mấy ông trả lời sao nè? Đi Phật thất để làm gì? Nếu tu cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, chắc chắn không? Bảo đảm giảng sanh không? Thì ông bà trả lời sao? Bây giờ tôi hỏi ha, người nào chắc chắn bảo đảm giảng sanh tôi hỏi. Rồi tới chừng chết rồi không có tỉnh táo, không có xá lợi, cứng như khúc củi, tức là cái triệu chứng không giảng sanh, thì có phạm giới nói dối không? Người Phật tử là giới thứ tư là không nói dối, phải vậy không? Như vậy là có phạm giới nói dối không? Mình nói mình chắc chắn giảng sanh, bây giờ không giảng sanh, phạm không? À, người ta hỏi mình trả lời sao? Nếu cô nói là cô giảng sanh là bây giờ không giảng sanh, còn mấy khúc xương không, không có xá lợi, không có gì hết đó. Vậy mình trả lời sao nè? Trả lời lại. Bảo đảm giảng sanh không? Chắc chắn giảng sanh không? Còn Quynh kia nãy thì nói là đưa tay là không bỏ đỏ mà không chắc chắn giảng sanh. Thì chắc chắn là không bao giờ giảng sanh. Tôi trả lời thẳng vậy đó. Còn bây giờ mình trả lời mình bỏ đảm giảng sanh, rồi rủi ro không giảng sanh mình sao đấy? Có phạm tội nói dối không? Đây là cái thế gọng kềm á. Nó khó lắm. Biết bao nhiêu Phật tử bị cái đó lại hỏi tôi. Tôi nói cái đó cô phải trả lời, sao lại hỏi tôi? Trời, cô con bí mà hỏi sư, sẽ có biểu tụi con trả lời. Biết cái gì đâu trả lời, không biết mới hỏi sư.
Tôi nói cái này cô phải trả lời là cô giảng sanh hay không là do cô chứ. Tụi con kẹt quá sư, tụi nó nói không biết có giảng sanh hay không. Thì sư nói vậy là không bao giờ giảng sanh. Còn tụi con nói chắc chắn bảo đảm 101% giảng sanh. Thì nếu không giảng sanh tụi con có tạm tội nói dối không? Tôi cái thí dụ tôi hay, tôi thường cho thí dụ là nó sáng tỏ. Tôi không có giảng thẳng. Bây giờ tôi nói sơ một cái rồi ví dụ hiểu thôi. Là quý vị là 10 học sinh học bài để đi thi. Còn tôi hỏi giờ anh làm cái gì, nói tôi học bài để tôi thi năm nay. Anh có, cô có chắc chắn bảo đảm giảng sanh không? Tôi bắt chắc bảo đảm thi đậu không? Trả lời sao đây? Tôi không biết có thi đậu không. Rớt liền lập tức. Mình không tin mình. Tịnh độ nó tối kỵ cái niềm tin. Còn nghi đó là không giảng sanh. Rồi bây giờ cô nói cô chắc chắn là thi đậu. Bây giờ coi cái bản vàng mà đi tên cô lọt sổ rất có. Thì cô nghĩ sao đây? Cô có phạm tội nói dối không? Thành ra cái gì không nắm vững được cái nói dối là cái gì nữa. Thành ra có nhiều người sợ giới mà sợ vấn đề nói dối. Nói dối có gì đâu mà sợ. Đâu phải nói dối giả một cách thức là mình nói ra rồi, rồi nó thực hành nó không có là phạm, không có cái vụ đó. Phạm giới nói dối hay không là do ở đâu? Do cái miệng mình hả? À? Do ở cái tâm. Cái gì nên nhớ là cái gì không nắm cái tâm. Cái gì cái trả lời là tôi chắc chắn là đầu thi rớt cái nói là nói dối. Còn quý vị muốn không nói dối thì phải làm sao? Về thực hành ráng dùi mài kinh sử, dùi tới lũng cái lỗ quần ở trên trên bàn ghế ngồi. Thấy không? Như vậy là mình tha thiết không? Mà bây giờ tới trường thi nó rớt còn sao? Sườn dư ta nói học tài là thiêm hạnh, phải không? Có khi mà trúng tủ học một cái là 50 bài học hết 48 bài, còn 2 bài không học cho ngay cái đó rớt. Còn kia nó tối ngày nó làm biến học có 2 bài cho ngay 2 bài nó đậu. Có không? À, có. Vậy là nó đậu là phải tại vì nó có tại không? Còn mình rớt là tại vì mình nói dối không? Đâu có thể kết luận nói dối được. Thì ta mới hỏi tại sao mà cô rớt? Cô có phạm giới nói dối không? Cái này là ngoài ý muốn tôi. Có những việc nào mà cũng phải theo ý muốn được không? Không chắc. Chỉ có thánh nhân mới được. Còn tôi nhất định thành công mà nó thất bại. Thất bại thì sao? Thua kéo này gầy kéo khác. Té rồi ngồi dậy nữa. Thì một lần không đậu thì 9 lần đậu không? Thì phải đậu thôi. Tất cả đều do mình. Tôi nói dối là khi nào tôi nói với ông bà là tôi chắc chắn là thi đậu, mà về nhà tôi ăn, tôi ngủ, tôi chơi không? Nói dối. Còn tôi về tôi gắn dùi mài kinh sử, thức sớm dậy, thức khuya dậy sớm để học bài vở. Mà tới chừng thi rớt thì cái ngoài ý muốn của tôi. Mấy ông mấy bà chắc chắn làm cái gì cũng được ý muốn sao là được vậy không? Ham muốn mà không được khổ. Rồi mình có sự ham muốn tha thiết rồi có gì đâu phải khổ. Giờ hiểu được không? Có phạm tội nói dối không? Nếu nói dối là cả thế gian này đều nói dối hết. Nói dối là phạm tội là do ở cái tâm, chứ không phải do ở hình tướng. Một người mà bất kính Phật rồi, bây giờ lại tới xói đầu cũng bất kính. Còn một người thành kính Phật rồi, khỏi cần lại cũng là thành kính nữa. Bây giờ thí dụ mấy ông bà về đi xe chặt chân đi, té nó xưng dụ. Bây giờ lợi niệm Phật mà không có lại Phật, có bất kính không? Tôi vẫn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Bây giờ cái chân tôi què làm sao bị tôi lại được? Anh đã cái gì cũng ở cái tâm. Tôi nói nãy giờ mà ê, tôi trớ một cái là quy rất lớn à. Tôi là nắm cái tâm, nói cái gì tôi cũng nắm cái đó, tôi trả lời được hết. Nó sáng tỏ mà nó êm xuôi nữa. Nhưng mà do cái sự sáng tạo, cái linh động của mỗi người, tôi nắm được cái tâm rồi. Bây giờ quý vị hỏi 1000 câu tôi đều trả lời được hết.